lưu ý trước khi xem chuyện đây là video dựa vào chuyện chữ cho nên phần âm thanh sẽ không trùng khớp với phần hình ảnh mọi người chỉ nên tập trung vào phần nội dung hấp dẫn của chuyện thôi nhé chúc mọi người xem chuyện vui vẻ lôi chảo ngay lúc saga chịu thống khổ bởi lôi điện đỏ thẫm một thân ảnh đạp lôi điện màu tím xanh xuất hiện những lôi điện đỏ thẫm kia như dây leo quấn quanh người saga mà người anh chớp tím xanh kia dùng tay không xé những dây quấn không biết bao nhiêu vòng lôi điện đỏ thẫm cùng lôi điện tím xanh đụng vào nhau sản sinh ra vô số đốm lửa trải rộng đỉnh không khủng bố cực điểm thầy Saga vui vẻ nói. Tôi tới giúp em mặc phàm lại một lần nữa đạp không, thân thể hóa thành tia sáng, đánh thẳng về phía lôi cổ tà dị trên đầu Saga. Lôi cổ bị mặc phàm một đòn đánh tan, rất nhanh lôi điện xanh tím đã thống trị khu vực này, trục xuất toàn bộ xích lôi của Tô Lộc. Tô Lộc híp mắt, đánh giá mặc phàm không nói gì, trên mặt vẫn mang theo tự tin. Có thêm một kẻ địch, hơn nữa rõ ràng thực lực không tầm thường, có thể giết được xe re, chạy trốn được khỏi đòn tấn công của Hắc Long. Nếu là trước đây, bị một thiên sứ cùng ác ma vây công, Tô Lộc còn cảm thấy mấy phần hoang mang, nhưng hiện tại hoàn toàn không sợ. Hai người này bản chất không khác gì nhau, đều là thông qua truyền thừa đặc thù nào đó mà nắm giữ pháp lực trí cao vô thượng như bây giờ, nhưng bản thân không trải qua khảo nghiệm chân chính. Đơn giản là lại có thêm một ngọn núi yếu đuổi, và chạm với dãy núi liên miên dày nặng như mình, tan xương thịt nát trước sau cũng là bọn chúng. Biết không, ta ở vị trí này kỳ thực căn không phải là hoàn toàn điều khiển thế giới này mọi thứ ta nhìn thấy, dưới chân của ta đều là kẻ địch của ta các ngươi đang tuyên chiến với hiệp hội ma pháp châu Á. Đối địch với ta, nhưng dưới góc nhìn của ta thì các ngươi cũng chỉ là hai chứng ngại vật trong chính phủ hiệp hội ma pháp nam châu chẳng mấy chốc sẽ bị ta lãng quên dù sao mạnh mẽ của các ngươi đều là giả tạo tô lộc nói mặc phàm cùng saga đứng chung một chỗ nghe được lời nói ngông cuồng tự đại của tô lộc không khỏi cười gần. vậy sẽ có một thứ sẽ làm mày suốt đời khó quên tự mình nhìn phía sau đi mặc phàm nói với tô lộc tô lộc quay đầu lại đập vào mắt là một thân ảnh màu đen vô cùng khổng lồ muốn nói trên thế giới này có đỉnh nào sừng sững không phá nổi sở hữu dãy núi có mấy trăm ngọn núi to nhỏ chen trúc lên đỉnh vân nhai vậy nhất định là hắc long chứ không phải thứ gì khác cũng chính vì có hắc long tô lộc mới có chức nghị trưởng như ngày hôm nay dù cho hắc long rất không nghe lời cần dựa vào các loại thuốc trận pháp tù ngục mới có thể cố hết sức để nó phục vụ mình nhưng như vậy là đã đủ rồi một đôi mắt rồng lạnh lẽo cực điểm đang nhìn chằm chằm tô lộc tô lộc ngẩng đầu mới thấy được con mắt của hắc long thời khắc ánh mắt chạm nhau nhất thời có cảm giác hồn phi phách tán trong đôi mắt rồng kia không có khuất phục cùng thuận theo như trước đó càng không có phát điên cùng cùng bạo mà mình cần chỉ có sự phẫn nộ bình tĩnh cực hạn cưu niệm không chết thì không thôi mà nhằm vào mỗi tô lộc ngươi và ta có khế ước tô lộc chỉ vào hắc long gần như là hét lên khế ước ràng buộc tương đương với việc gắn kết linh hồn hiện tại hắc long như khế ước thú của tô lộc nhưng khế ước này của tô lộc là chính thống sao lấy cấm thuật quất linh hồn nô dịch khế ước này của tô lộc hoàn toàn hóa thành vô số gông cùng có gai ngược gắt gao khóa hồn của hắc long huống hồ dù là khế ước chính thống thì cũng có thể xé rách triệt để dù sao rất nhiều ma pháp của nhân loại đều đến từ bộ tộc cự long viễn cổ Long tộc rất khó chịu với ma pháp ràng buộc. Lời này của Tô Lộc như là hét vào không khí. Thật sự nếu nói có ý nghĩa, vậy thì làm tăng sự phẫn nộ nội tâm của Hắc Long. Long huyết trên thân Hắc Long không khuếch tán trong không khí, ám sắc huyết dịch đã biến thành huyết vụ, rồi biến ảo thành từng con huyết long răng yêu dị hung mãnh. Số lượng huyết long răng đông đảo, trong thời gian ngắn đã trải rộng ở cửu tầng vân không. Toàn bộ tầng mây màu trắng bị long răng yêu dị lấp kín, hôn thiên ám địa, để Tô Lộc như rơi vào xào huyệt long răng, rừng rậm long răng. Long răng chỉ có một mắt, tinh hồng tỏa sáng, hắc long rít lên một tiếng vô số long răng mang theo con mắt tà mị ma quang bay về phía tô lộc tô lộc triệt để hãm sâu trong long răng khổng lồ đụng phải công kích không ngừng nghỉ mỗi một huyết long răng đều là phẫn nộ chất chứa sâu trong nội tâm của hắc long chúng nó lao về phía tô lộc cắn tô lộc nọc độc long huyết phun về phía tô lộc tô lộc không ngừng dùng những ma pháp khác nhau ma cụ trên thân lại tầng tầng lớp lớp mỗi một cái đều là chân bảo các loại sắc thái luân phiên trên người tô lộc khi thì kết giới bao phủ khi thì khí khải ra thân khi thì lại võ trang kim quang đầy đủ khắp toàn thân Long huyết răng là long tức hóa thực của Hắc Long, bản thân Hắc Long phát động tấn công. So với trước đó thì tốc độ cùng sức mạnh của Hắc Long tăng lên hơn gấp 3 lần, hiển nhiên là linh hồn thoát khỏi xiềng xích, thả ra Long Uy Long hồn nguyên bản. Một chảo xé trời, Long răng thành tai họa, trong khoảnh khắc Hắc Long đại đế xé kết giới bao phủ Tô Lộc. Long răng nhào cắn, khí khải trên thân Tô Lộc nhanh chóng tiêu trừ. Còn kim quang khắp toàn thân kia, Long răng đâm vào như con thiêu thân lao vào lửa, dùng nọc độc long huyết, dùng thân thể phá tan, không bao lâu võ trang kim quang đầy đủ trên thân Tô Lộc cũng tan rã. Ngươi đừng hòng làm ta bị thương Tô Lộc lớn tiếng gầm thét. Hai tay giơ lên cao, trên đỉnh đầu lại xuất hiện một tòa vân sơn màu trắng có trọng lượng. Vân sơn bay về phía Hắc Long, bị Hắc Long dùng long cốt trên vai làm cho tan nát. Gào gừ, Long giác cử pháo. Hắc Long lao về phía trước, trong không khí có một luồng hiên nhiên khí năng lượng, như cự pháo kim loại nổ ra đánh về phía Tô Lộc. Kim quang toàn thân Tô Lộc nát tan, toàn thân bay ngược ra ngoài. Saga thấy thế, quả đoán rút ra xí thiên sứ chi nhận, thẳng tắp đâm vào Tô Lộc đang bay tới, vị trí sắc bén, có hào quang bên trong lộ ra sát phạt cường thịnh lạnh lẽo tô lộc trước sau thụ địch có chút ứng phó gian nan để tô lộc càng tức giận khủng khoảng hơn là không chỉ có saga đâm tới còn có cả ác ma mặc phàm cũng đâm tới hồn ảnh sau lưng kéo dài thành liệt diễm thiên xà uy nghiêm tà dị hắc long thiên sứ ác ma ba loại sức mạnh hoàn toàn khác nhau đều là hủy diệt cấm chú đỉnh điểm cũng chưa chắc là đạt tới được tô lộc chỉ là một pháp sư khó mà chống lại được ba vị cường giả đỉnh cao như vậy thậm chí một vị trong số đó cũng đều khiến tô lộc phải cẩn thận ứng phó Tô Lộc không cách nào chống lại toàn bộ, chật vật chạy trốn trong ba loại năng lượng hủy diệt. Lần thứ hai nhìn thân ảnh của Tô Lộc, thấy Tô Lộc đang đạp lên bát tầng vân nhai, thân thể hơi lảo đảo, cánh tay có máu chảy xuống, làm gì cũng không ngừng được. Tô Lộc liếc nhìn cánh tay, gần như là không nhấc lên nổi, vị trí khớp nát tan, cảm giác đau đớn để khuôn mặt Tô Lộc biến hóa rõ ràng, âm trầm, thống khổ, mang theo vài phần điên cuồng. Không còn ngông cuồng tự đại như trước đó, hoặc là nói từ lúc nhìn thấy Hắc Long tạo phản, Tô Lộc đã biết tay vạ ập tới. Gào gào, hắc long đại đế gầm gừ nó đưa móng vuốt lên chán móng vuốt sắc bén cao to chui vào trong da thịt càng giống như trục vào xương chân máu tươi tràn ra khủng bố cực điểm hắc long bỗng nhiên làm như vậy sắc mặt tô lộc lại càng kém đi hắc long đây mà muốn xé khế ước vấn đề là khế ước liên kết với linh hồn xé bỏ đi khế ước hai linh hồn đồng thời bị thương thậm chí có khả năng cả hai đều chết hắc long dù cho là cùng mình đồng quy vô tận cũng kiên quyết không chịu nô dịch làm khế ước thú móng vuốt thật sự nắm lấy một cốt ấn trên chán cái này chính là tượng trưng của triệu hoán khế ước nối liền linh hồn triệu hoán sư với khế ước thú hắc hác hắc long đại đế gỡ xuống cốt ấn trên chán còn dính cả máu cùng da có thể nhìn thấy hắc long đại đế thống khổ cực điểm nhưng từ đầu nó không muốn thần phục càng không muốn linh hồn bị nhốt lại cắt đứt đoạn tuyệt khế ước này vốn không phải một khế ước chính thống dù cho linh hồn bị thương tổn hắc long đại đế cũng không muốn có bất kỳ quan hệ gì với linh hồn dơ bẩn đê tiện này a a a a sau khi gỡ dấu ấn trên chán máu me đầm đìa linh hồn tô lộc cũng chịu phản phệ mãnh liệt bản thân khế ước chính là một quá trình dung hợp linh hồn tiếp nhận lẫn nhau hiện tại muốn triệt để phân liệt ra làm sao mà không thương gân động cốt cho được sắc mặt hoàn toàn trắng bệch tô lộc đổ mồ hôi lạnh thân thể đứng vững trên vân nhai tay cùng đầu gối không ngừng run so với dáng dấp điên cuồng khí thế bức người trước đó giờ khắc này nhìn qua tô lộc như suy yếu dữ tợn trong đôi mắt mang đầy ác quỷ đáng sợ nhất thế gian linh hồn bị thương hơn nữa còn thương không nhẹ hắc long saga mặc phàm liên hợp tấn công vốn để tô lộc có chút không ứng phó được giờ hắc long đại đế xé linh hồn khiến tô lộc đại thương mỗi một khế ước cấm chú đều cần lực lượng tinh thần mạnh mẽ chống đỡ linh hồn bị thương lực lượng tinh thần cùng sẽ hao tổn mức độ lớn thực lực của tô lộc mất giá đi nhiều trên mặt đại thiên sứ saga rốt cuộc cũng nở nụ cười dùng thiên sứ chi nhận trong tay chỉ vào tô lộc nói dã tâm của ngươi bừng bừng muốn chiếm hữu tất cả cho bản thân nhưng chưa từng nghĩ tới không phải tất cả mọi người đều đồng ý thông đồng làm bậy với ngươi ngươi có thể chết được rồi ha 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 ngươi như vậy mà đòi chiến thắng ta sao tuy rằng đại thiên sứ các ngươi đứng trên đỉnh cao nhất thế giới nhưng các ngươi thật sự hiểu rõ thế giới này sao? Sa mạc tử vong, cực nam chi địa, minh giới, hắc ám vị diện, Triệu Hoán vị điền Tô Lộc phát ra tiếng cười. Tô Lộc dưa cánh tay gần như bị phế, tiếp sau đó nói với giọng lạnh lẽo: "Các ngươi không chỉ giết được ta, mà còn có khả năng triệt để biến mất khỏi thế giới này, đến đây đi, trong dòng nước giết hắc ám thì để xem ai trong số chúng ta mới là người cười cuối cùng." Tô Lộc đưa hai tay lên đỉnh đầu y, mái tóc chỉnh tề không biết từ khi nào đã rối tung, quét quà. Hai tay chậm chậm mở ra, giữa hai tay có tia điện màu đen lan truyền vào nhau tia điện màu đen không ngừng mở rộng ra trong khoảnh khắc xé ra hắc ám trường hà khủng bố cực điểm chảy trên tầng mây chảy trên bầu trời dubai cũng không biết tô lộc dùng cấm thuật gì rõ ràng hắc ám trường hà không có sức mạnh bằng bạc rộng lớn nhưng khi quấn qua thân hắc long hắc long lập tức rơi vào trong đó dòng chảy xiết màu đen rằng buộc gắt gao hắc long hắc long mạnh thì mạnh nhưng vẫn không thoát được rất nhanh hắc ám trường hà uốn lượn tới trước mặt mạc phàm cùng saga nuốt cả hai người vào trong nước sông của trường hà hắc ám cũng quỷ dị cực điểm hoàn toàn không có bất kỳ chỗ trống để tránh chỉ có thể nhìn nước sông tùy ý xung kích không ngừng. Hắc ám Trường Hà bắt đầu chảy xuống, xuyên qua tầng mây. Bất tri bất giác Hắc ám Trường Hà đã xuất hiện trong thành Dubai, điểm đáng sợ của ma pháp này là không thể khống chế. Thực tế lúc mặc phàm, Saga, Hắc Long bị cuốn vào dòng chảy xiết Hắc ám, bản thân Tô Lộc cũng bị cuốn vào. Bản thân người thi pháp cũng bị chính ma pháp của mình cuốn vào, làm sao có thể điều khiển được dòng chảy của Hắc ám Trường Hà. Quả nhiên Hắc ám Trường Hà vọt tới đường phố, trong khoảnh khắc đã cuốn hàng trăm hàng ngàn người vào trong. Theo ngã tư đường phố, tràn vào trong hẻm nhỏ, lại chảy tới đường phố, nước sông hắc ám trường hà cũng không phải là chất lỏng, không có lực phá hoại, nó chỉ cuốn vật thể sống vào trong dòng sông. Trung tâm thành phố, đâu chỉ có trăm ngàn người, mà quy mô của ma pháp cấm chú hắc ám trường hà này to lớn. Trung tâm thành thị như bị thiên hà màu đen quét qua, tiếng kêu thảm thiết, âm danh gào khóc đan xen cùng nhau. Căn bản không biết đây là ma pháp gì, hoàn toàn không cách nào chống đỡ, một khi bị cuốn vào thì theo dòng sông màu đen, đến cuối cùng bị trôi tới nơi nào càng hoàn toàn không biết được. Rõ ràng là Tô Lộc điên cuồng, khi dùng cấm thuật hắc ám này khẳng định không biết không chế nó có thể nhấn chìm con đường phồn hoa thành dubai này nhưng tô lộc lại không quan tâm tới giống như một kẻ hủy diệt mở ra miệng cống đê đập hắc ám bao gồm bản thân lẫn thôn trang hạ du bị cuốn vào hồng thủy nộ màu đen này càng ngày càng có nhiều người bị cuốn vào không biết qua bao lâu dòng sông màu đen không mục đích bỗng chảy tới một hướng mang những người không có năng lực chống lại theo dòng nước chảy xiết đi về hướng nó dòng sông màu đen xoáy ngược xuống như là rót vào trong một vực núi không thấy đáy đám người cũng đột nhiên rơi xuống như là kỳ cảnh thác nước dưới hang động đáy núi, tốc độ chảy xuống càng lúc càng nhanh, căn bản không chạm tới đáy. Rơi, vẫn cứ rơi. Phảng phất trong quá trình rơi như trải qua thời gian dài rằng rặc, nhưng sao trong thành Dubai lại có một hố sâu không đáy như vậy? Đây không phải là ảo giác tinh thần, càng như là bị một dòng chảy xiết thần bí quái lạ mang tới một thế giới khác. Có một cánh cửa đen thui tỏa ra chút huyền quang, đang mở ra cho mấy vạn người trong dòng nước chảy xiết hắc ám này. Mấy vạn người, quy mô lại như thế nào? So với hố sâu vô hạn này, so với ma môn này, đều như cá tôm giữa sông lớn, nhỏ bé không chịu nổi. Đến tột cùng là tới nơi nào, sợ rằng chỉ có Tô Lộc biết. Trên cánh cửa kia có vết tích dài như rết, đan sen thành đầu lâu của sinh vật có độc giác. Khi toàn bộ cánh cửa hắc ám mở ra, cái đầu lâu này như há miệng ra, một hơi nuốt tất cả mọi người vào trong. Xuyên qua cổ họng xin xệt tối tăm, sắp tới thực quản đỏ tươi. Thực quản to lớn như một thế giới độc lập, nhưng cẩn thận xem xét thì sẽ phát hiện thực quản đỏ tươi này được tạo thành từ không biết bao nhiêu trùng, trong số những trùng này thì có con cực kỳ đỏ tươi có con lại đen kịt tới cực điểm muốn tạo thành một thực quản đáng sợ như vậy không biết rốt cuộc là có bao nhiêu trùng trong lúc chúng nó ngọ nguậy mà cảm giác như thực quản cũng nhúc nhích theo giống như vận chuyển đồ ăn tươi mới dòng nước chảy xiết màu đen đem mấy vạn người tới nơi này sau khi tất cả nhuyễn trùng màu đen nhìn thấy người sống toàn bộ nhào tới tranh nhau cắn xé như ác quỷ trong dòng nước chảy xiết màu đen mặc phàm nhìn những nhuyễn trùng màu đen này bỗng có cảm giác quen thuộc bị vây quanh bị gặm nuốt hầu như bị những nhuyễn trùng màu đen từ bốn phương tám hướng nhấn chìm cái phần sợ hãi cùng tuyệt vọng này đến giờ mặc phàm vẫn còn nhớ nếu không phải tiểu viêm cơ liều mình triển khai thiên kiếp chi hỏa sợ rằng lúc trước đã bị gặm nuốt không còn sót lại gì cái tên tô lộc này lại không tiếc mà tất cả mọi người vào địa ngục hắc ám điên tô lộc là một người điên từ đầu đến cuối khi không chống lại được mặc phàm saga hắc long thì tô lộc dùng một tà cấm pháp cuốn tất cả mọi người vào trong dòng nước xiết hắc ám dòng nước xiết hắc ám này chảy tới không phải chỗ nào khác chính là chảy tới nơi được người châu âu gọi là địa ngục hắc ám vị diện đây là lối vào hắc ám vị diện nhuyễn trùng hắc ám che ngập bầu trời kia chính là minh chứng tốt nhất, lúc trước mặc phàm với tâm hạ suýt chút nữa thì bị kéo vào. A a a ha. A a a ha. Cứu nặng, đừng có án ta, đừng ăn ta. Đi ra, đi ra đi, lũ tạp trùng chúng mày đi ra mau. Mấy vạn người, vốn là quy mô lớn, nhưng số lượng nhuyễn trùng màu đen lại khoa trương hơn, những người này như trải qua sàng lọc thịt trong nhà máy vậy, có mấy người thuận lợi lọt vào miệng hắc ám dưới đáy sâu nhất, có mấy người lại bị nhuyễn trùng màu đen ăn không còn sót lại một móng, đến cả xương vụn cũng không còn sót lại. Dễ dụ cũng không làm nên được chuyện gì, đám người bọn họ khổng lồ như vậy một giây trước còn ở thành thị phồn hoa, mặc dù dưới chiến dịch phân tranh nhưng bọn họ vẫn bình yên vô sự nhưng một giây sau ngã vào trong địa ngục hắc ám, trở thành đồ ăn cho nhuyễn trùng, hình ảnh kinh khủng tới mức khiến cho những người may mắn rớt xuống tê hết cả đầu. Bọn họ không biết nơi này là nơi nào, càng không biết vì sao lại rơi vào đây, tà cấm đáng sợ của Tô Lộc không khác gì tấn công tất cả, mục đích của Tô Lộc tựa hồ là giết chóc cùng hủy diệt. Chỉ dựa vào nhuyễn trùng các ngươi mà cũng muốn làm ta bị thương một pháp sư siêu giai trong tháp Dubai phẫn nộ quá đó là một pháp sư phong hệ siêu dai đồ phpng chảm đảo qua hàng trăm hàng ngàn nhuyễn trùng màu đen bị cắt thành từng mảnh vụn sức chiến đấu của nhuyễn trùng màu đen không cao dựa vào số lượng đông đảo giết mãi không hết ngay khi pháp sư phong hệ kia còn chưa kịp đắc ý một bóng đen vô cùng to lớn chui ra từ nhuyễn trùng màu đen thân thể đen xỉ bỗng nhào tới pháp sư phong hệ siêu dai móng vuốt chụp tới pháp sư phong hệ siêu dai như búp bê vải bị nắm trong lòng bàn tay nắm chặt lại máu từ khe ngón tay của sinh vật hắc ám tràn ra ngoài hơn nữa còn đưa đầu thăm dò dùng lưỡi nếm dung dịch màu đỏ. Rất nhiều người thấy tình cảnh này, rất nhiều người bình thường không có pháp lực trực tiếp bị dọa chết. Quái vật đen xì này chuyên nhắm vào những cường giả nhân loại có năng lực phản kháng, hầu như là một chảo thuấn sát, tiếng cười của nó vô cùng quỷ dị, hoàn toàn lấy giết chóc làm niềm vui, chìm đắm trong nó. Mấy vạn người này có thể làm nó hưởng thụ vui sướng trong thời gian dài. Rất nhanh quái vật này xuất hiện gần Mạc Phàm. Tựa hồ như nó ngửi được khí tức tản ra từ Mạc Phàm. Nó kéo đuôi dài của mình, dùng móng vuốt gạt ra những tên nhân loại không lọt vào mắt của nó, con mắt nhìn vào mạc phàm đột nhiên quái vật mạnh mẽ cực điểm này như gặp phải ma sợ tới mức thân thể không nghe lời co giò lên chạy những trùng màu đen như tạo thành một lớp cát mềm quái vật kia trực tiếp chui vào bên trong mặc kệ đám nhân loại rơi vào trong hắc ám vị diện không dám ra ngoài đi săn mạc phàm thấy tên kia sợ mất mật không khỏi buồn cười không nghĩ tới vào đây rồi mà vẫn gặp người quen quái vật đen xì vừa nãy giết cường giả nhân loại chính là tử thần hy lạp hải lạp từng tham dự thẩm phán cuối cùng của thánh tài viện kéo một ít người đang còn sống tội ác ngập trời vào địa ngục tiếp nhận dần vật linh hồn đáng sợ nhất trong hắc ám vị diện chân chính ý nghĩa không được siêu sinh trong phong ba pa nông thần miếu hài lạp bị ác ma mặc phàm đánh cho trọng thương không những đánh gần chết mà những trùng màu đen thuộc về một phần thân thể của nó bị thiên kiếp chi hỏa của mặc phàm suýt nữa làm cho tuyệt diệt đối với hài lạp mà nói thì đó là một lần giáo huấn nghỉ ngơi dưỡng sức lâu như vậy mới hơi khôi phục một chút nhưng bản thân hài lạp cũng không nghĩ tới sẽ gặp lại ôn thần ác ma này lần nữa vì thế sau khi biết đối phương là ai hải lạp lập tức quay đầu chạy trốn sợ tới mức suýt chút nữa hồn phi phí phách tán hải lạp là một sinh vật có năng lực nhận biết rất mạnh nó có thể cảm giác mặc phàm đã mạnh hơn không phải là đối tượng mà một trí tôn quân chủ như nó có thể chống lại lẽ nào phía dưới đúng là hắc ám vị diện mặc phàm không thể thoát khỏi dòng chảy xiết màu đen thực tế cả saga hắc long tô lộc cũng không cách nào thoát khỏi tất cả mọi người như ngồi trên đoàn tàu đi tới địa ngục tử vong căn bản không cách nào rời khỏi lẽ nào những người này cũng bị cuốn vào hắc ám vị diện mặc phàm nhìn dưới chân cùng đỉnh đầu Cư dân thành phố đếm mãi không hết cũng bị tà cấm thuật của Tô Lộc kéo vào đây. Rất nhiều người vận khí không tốt trực tiếp bị nhuyễn trùng màu đen ăn, còn sót lại đại khái khoảng 1 2 vạn người, bọn họ cũng bị kéo vào hắc ám vị diện giống như mình. Điên rồ, hành vi này của Tô Lộc quả thực là điên rồ. Không chỉ muốn mặc Phàm, Saga, Hắc Long chôn cùng, Tô Lộc càng muốn mấy vạn người trong thành Dubai cùng bồi táng theo. Mạc Phàm, Mạc Phàm, Mạc Phàm. Bỗng nhiên phía sau có người gọi tên mình. Mặc Phàm quay đầu lại, bất ngờ phát hiện Asakori cách mình không tới mấy trăm mét, chỉ có điều trong mấy trăm mét này đầy những nhuyễn trùng màu đen hình thể to lớn. Asakori cũng là pháp sư hắc ám, đang rất nỗ lực tới chỗ Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới Asakori cũng bị cuốn vào. Chuyến lữ hành địa ngục này, không tính là cô quạnh, nhưng mà vẫn có chút lưu luyến thế giới lúc đầu. Dòng nước xiết hắc ám, đến tục cùng ai mới sống sót từ trong đó được. Tô Lộc Trung Quy là nghị trưởng của Hiệp hội Ma Pháp châu Á, trước khi bại trận đã dùng cách như thế đem tất cả mọi người xuống địa ngục hắc ám mà địa ngục hắc ám là một cảnh tượng như nào e sợ không người nào chân chính sống sót từ nơi này đi ra ngoài đầu tiên là một vùng rộng lớn đỏ như máu như huyết tương tụ hội lại thành một vùng biển mênh mông sau đó là sa mạc cho cốt nhìn không thấy phần cuối sau nữa là những thi thể không mục nát trồng chất thành dãy núi liên miên không dứt du khí hôn trời mặc phàm cảm giác hồn mình đảo qua rất nhanh trải qua thế giới khác bộ mặt khủng bố của thế giới này đang từ từ hiện ra trước mặt mình nhưng cuối cùng lại biến mất toàn bộ như mộng cảnh đầu có chút nặng sau khi mặc phàm mất ý thức ngắn ngủi toàn thân cũng bắt đầu tỉnh lại toàn bộ năng lượng trong ngưng tụ tà châu đã không còn mặc phàm không khỏi lấy tay sờ ngực mình sức mạnh ác ma đã biến mất rồi vì là có ngưng tụ tà châu nên không có tác dụng phụ quá mức mãnh liệt nào cả chỉ như là say rượu đầu có chút mê man mặc phàm quan sát bốn phía lại có cảm giác như vẫn chưa tỉnh lại từ trong ác mộng bởi vì thứ xuất hiện trước mặc phàm là một đại dương máu máu nồng đậm không biết lấy từ bao nhiêu sinh linh sắc khí ngập trời phả vào mặt gần như là làm người ta ngạt thở hôn mê tầm nhìn nơi này rát rộng mặc dù thiên địa u tối đi trên mặt đất dài đầy cho cốt nhìn hướng khác sẽ phát hiện phần cuối xa địa cho cốt bao la cực điểm có một rừng rộng hắc ám rừng rậm hắc ám đến tục cùng lớn bao nhiêu thì mặc phàm cũng không biết nói chung là phạm vi gần như vây quanh xa địa cho cốt đại dương máu xa địa cho cốt rừng rậm hắc ám mỗi một nơi đều lộ ra từ khí rộng lớn cực điểm cảm giác như đang ở trong ác mộng lại chân thực khiến người ta rét run nơi này chính là hắc ám vị diện mặc phàm lẩm bẩm cách đó không xa giải rác vài bộ thi thể đại khái là khi tới đây thì bị thứ gì đó gặm hoàn toàn biến dạng chỗ xa hơn tựa hồ có người cất bước trên người bọn họ mặc đồ trong thành thị hoàn toàn không hợp với tà ngục âm u này asakuri bỗng nhiên mặc phàm phát hiện một thân ảnh thon thả thướt tha đang nằm nghiêng cách đó không xa mặc phàm vội chạy tới kiểm tra tình huống của Asakori. sau khi kiểm tra phát hiện Asakori không bị sinh vật hắc ám tấn công không khỏi thở phào nhẹ nhõm trong quá trình không ngừng rơi xuống ngoại trừ sinh vật cấp thấp nhuyễn trùng mày đen số lượng khổng lồ kỳ thực cũng có mấy quân chủ tử vong như hải lạp mà sức mạnh ác ma của mặc phàm đang dần biến mất sau đó ý thức càng mơ hồ, phát hiện cái gì thì Mạc Phàm cũng không rõ lắm. Asakori còn đang hôn mê. Mạc Phàm theo bản năng muốn lấy nước dội vào Asakori, nhưng thấy máu như bát canh cà chua, suy nghĩ một lúc vẫn là bỏ đi. Bốp bốp bốp. Tỉnh lại đi, oi, tỉnh lại đi. Bốp bốp bốp. Asakori dần tỉnh lại, thấy Mạc Phàm còn đang dùng bàn tay lớn vỗ má mình, có chút tức giận đẩy Mạc Phạm ra. Không thể hành xử như một quý ông một chút được sao Asakori như mèo nhỏ khi tức giận dương nanh vuốt. Hôn sao đầu tiên, chúng ta không phải ở trong khu rừng rậm lãng mạn như trong chuyện cổ tích, thi thể xung quanh cũng không phải chú lùn đáng yêu, cuối cùng nơi cô nằm cũng không phải là giường thủy tinh mà là cho cốt mặc phàm nói nói hay lắm, cậu gọi tôi tỉnh ngoại trừ không được sự cho phép của bản thánh nữ mà vỗ mà ra, không làm gì khác mạo phạm đó chứ dáng vẻ Asaguri rất nghiêm túc, đồng thời quan tâm danh tích của mình hỏi không có làm gì mặc phàm thành thật trả lời thứ đàn ông vô dụng, mặc phàm cũng không biết đầu của Asaguri chạm đất trước hay không, làm sao ở tình hình như này còn trêu chọc hoặc là cô ấy không nhìn ra được đại dương máu cùng xa địa cho cốt thấy mà giật mình bên cạnh. Có vẻ cô rất bình tĩnh mặc phàm hỏi. Asakuri đang sửa sang lại dáng vẻ, từ mái tóc màu trà đen xinh đẹp tới ống quần tơ lụa, cũng không biết ở trong MOT vị diện xung quanh tràn ngập tử vong đáng sợ, xinh đẹp thì có ích lợi gì. Nơi này là hắc ám vị diện Asakuri nói. Tôi biết, Tô Lộc phát điên kéo rất nhiều người vào trong hắc ám vị diện mặc phàm nói. Không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại thành ra như này, cuối cùng mình vẫn vào địa ngục cũng không biết tại sao trong một vị diện như vậy có thể quát tháo phong vân nữa không hắn ta thật đáng chết mà hắn dùng tà pháp như vậy cũng chịu phản phệ lớn cuối cùng ai ra ngoài được thì khó mà nói được asakori nói có thể ra ngoài sao mặc phàm nhíu mà tôi nhớ có người nào đó mở ra cánh cửa minh giới từ thần kim chỉ nam của khu phu chỉ về hồng hải hồng hải mở ra cửa lớn đi tới hắc ám vị diện nếu cậu mở ra vì sao lại không cảm thấy đi ngoài được đây asakori mặc phàm gật đầu mình từng mở cánh cửa minh giới giả như mình tìm thấy cánh cửa minh giới lại đến cánh cửa đã mở trong kim tự tháp ai cập vậy ý nghĩa mình sẽ trở về hồng hải châu âu còn tưởng là chết chắc rồi khô gờ ngờ là mình mở ra cánh cửa cho ngày hôm nay thế minh giới ở đâu mặc phàm nhìn tứ phía không biết nên đi hướng nào là vượt qua đại dương máu vô cùng gây mũi này hay đi qua xa địa cho cốt hay là muốn đi qua rừng rậm hắc ám hoàn toàn không nói được là đi hướng nào hắc ám vị diện mãi chỉ có một con đường có thể đi kiên trì chờ một chút đi nếu như những sinh linh ngoại vực như chúng ta không muốn bị ăn mòn không còn sót lại cặn nào thì phải tuân theo quy tắc trò chơi của hắc ám và ông kori ngồi trên cho cốt nhìn như một cô gái tao nhã ngồi nghỉ trên cát cô từng tới đây mặc phàm đột nhiên để ý tới điểm này nói asakori ung um dung quá mức tựa hồ như biết nơi này càng đã đi tới nơi này thậm chí không lắng khi có khả năng trầm luân vĩnh viễn không asakori nở nụ cười nhưng tôi có thể giao tiếp với rất nhiều sinh linh hắc ám hơn nữa cậu quên rồi sao tôi có một kỵ sĩ rất đặc thù Asakuri nói xong thì ánh mắt nhìn tới xa địa cho cốt. Cốt bụi vung lên, lập tức thấy một kỵ sĩ châu Âu có tọa kỵ màu đen, áo giáp trọng trang tử vong chế tạo từ kim loại xám bạc, đang chạy tới đây. Thân ảnh uy vũ lộ ra tà khí, nhìn qua có mấy phần quen thuộc. Mặc phàm nhớ mang máng trong chiến dịch hải thị thận lâu ở Ai Cập, có một quân chủ đứng sừng sững như vậy trên tất cả các pháp sư. Vong linh, cầm một thanh đại kiếm hắc ám, cưỡi lấy hắc ám rác mã, ta khí lẫm liệt, máu lạnh tàn khốc. Hắc ám kiếm chủ mặc phàm lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắc Ám Kiếm Chủ này không cầm đại kiếm trong tay, mà để đại kiếm ở bên hông. Cưỡi Hắc Ám Rác Mã chạy băng băng tạo thành một quỹ tích xương dài màu đen. Hắc Ám Rác Mã cũng không phải loại rác mã bình thường, vũ trang từ đầu đến đuôi băng xương ám khải bao trùm từng tấc, bao gồm cả gót sắt cũng nắm giữ ám xương uy lực cực cường, đạp lên cho cốt đều ngưng tụ ra một tầng băng xương. Có thể thấy đây là Hắc Ám Kiếm Chủ có thực lực mạnh mẽ hơn, địa vị cao hơn, làm kiếm vệ trung thành của Hắc Ám Vương. Hắc Ám Kiếm Chủ nắm giữ địa vị cực cao trong Hắc Ám Vị Diện bất kể là xuất hiện ở ai cập trước đó hay hắc ám kiếm chủ gây trở ngại trong kim tự tháp khu phu thực lực cũng nằm trong khoảng á quân chủ cùng tiểu quân chủ nhưng thực tế ở hắc ám vị diện thì thực lực hắc ám kiếm chủ phải mạnh hơn ở một phương diện khác huống hồ hắc ám kiếm chủ cũng có phân chia đẳng cấp mặc phàm không dám thất lễ dù sao hiện tại mặc phàm không có ác ma lực thân thể có chút uể oải vừa tới một nơi mới mẻ lại đụng độ sinh vật cấp bakc cường đại như vậy hắc ám vị diện quả nhiên không phải nơi tốt lành gì cậu làm gì thế asakori thấy mặc phàm đằng đằng sắc khí hỏi đánh nó tôi không thể để nó làm cô bị thương mặc phàm nói asakori vừa bực mình lại vừa buồn cười dáng dấp kia đúng là mê người thần thái của asakori lại càng như cô gái phương đông không mang theo rụt rè vô nghĩa nào đó là thị vệ của tôi cậu không nhớ sao asakori chừng hai mắt nói thị vệ của cô mặc phàm có chút nghi hoặc quả nhiên hắc xương kiếm chủ kia dừng lại cách hai người khoảng 50 mươi mét từ hắc ám giác trang trọng nhảy xuống từng bước nghiêm trang bước tới chỗ asakori đi đến trước mặt asakori quỳ một chân xuống lấy đề U -y đầu của nó xuống đặt bên hông sau đó cúi người mặc phàm suýt chút nữa cầm rơi xuống đất kỵ sĩ này những kỵ sĩ khác đều bỏ mũ xuống còn kỵ sĩ này lại bỏ đầu xuống đáng sợ thật chứ lắp đầu lại đi asa kori nói vâng thưa chủ nhân của tôi hắc xương kiếm chủ này lập tức cung kính đặt mũ giáp đầu trở lại nhưng rõ ràng là đặt nhầm hướng đầu nhìn về phía sau còn thân thể ở phía trước mặc phàm suýt chút nữa bật cười tư giả kỵ sĩ Mặc phàm nghĩ tới thật sự bên người Asakori có một vị tư dạ kỵ sĩ từ trong hắc ám vị diện, không phải ma pháp triệu hoán, mà là một loại khế ước cổ nào đó làm cho thánh nữ Asakori có thể có được một người bảo vệ đến từ hắc ám vị diện. Năm đó ở cố đô, trên đường đi đến những thôn trang, tư dạ kỵ sĩ còn thể hiện thực lực không tầm thường. Đương nhiên vào lúc đó cấp bậc còn chưa cao. Không nghĩ tới hiện tại tư dạ kỵ sĩ đã lên tới cấp bậc hắc ám kiếm chủ, khí vũ hiên ngang, buồn cười như trước. Nói như vậy thì chúng ta ở trong hắc ám vị diện cũng có người địa phương dẫn đường mặc phàm nói. Ừm, Hamera khá quen thuộc nơi này, hẳn là có thể dẫn chúng ta bớt đi một ít cạm bẫy trong hắc ám vị diện, nhưng chúng ta vẫn phải tuân theo quy tắc trò chơi của hắc ám vương Asakori nói. Quy tắc trò chơi, đến cùng là có những quy tắc gì mặc phàm hỏi. Hắc ám vương là một đế vương có tính cách quái đản, có lúc hào phóng ban tặng như thần linh thiên giới, có lúc tàn bạo vô tình như cửu u ma quỷ, nhiều lúc lại như một đứa trẻ tinh nghịch, sẽ lập một ít pháp tắc kỳ quái cho mỗi vị diện hoặc lấy linh hồn của bọn họ để ban tặng một ít pháp lực hắc ám đặc thù Asakori nói. Nghe Asakori nói như vậy, Mạc Phàm đột nhiên nhớ mình đã từng liên lạc với Hắc Ám Vương một lần, dù chỉ là một phân thân nhỏ của Hắc Ám Vương. Lúc đó linh hồn của Mục Bạch đã bị Hắc Ám Vương khống chế, bọn họ đi Thiên Sơn tìm Ti Thạch Anh, là vì có người nói đó là bảo vật mà Hắc Ám Vương thích nhất. Nhưng Ti Thạch Anh có tác dụng gì với Hắc Ám Vương làm cho Mạc Phàm hoài nghi rất sâu, đến cấp bậc như Hắc Ám Vương, bảo thạch hiếm có cũng không phải là thiếu, nhưng trong cổ điển Hy Lạp thì lại có một truyền thuyết là Ti Thạch Anh có thể đổi lấy được một linh hồn. Hắc Ám vị diện hưng thịnh, khổng lồ, sẽ có nhiều sinh vật vị diện nỗ lực mượn sức mạnh bao gồm cả pháp sư hắc ám nhân loại chúng ta thông qua hiến tế pháp lực cực khổ tu luyện để đổi lấy pháp môn hắc ám mà hắc ám vị diện có liên hệ chặt chẽ không thể tách rời với rất nhiều vị diện khác vì thế nơi này lúc nào cũng sẽ có sinh linh rơi vào trong bao gồm cả người sống như chúng ta mặc dù không chết linh hồn không mất đi loại sinh linh này được gọi là lữ nhân vốn hắc ám vương có thể để cho những lữ nhân vĩnh viễn ở lại nơi này nhưng lại yêu thích chơi một trò chơi như chủ thần để tất cả các lữ nhân đi tới hắc ám vị diện đều có một cơ hội trở lại thế giới cũ tiền đề là phải tuân theo quy tắc của hắc ám vương thắng sống sót rời đi, không cần đánh đổi bất kỳ thứ gì thua, vĩnh viễn ở lại chỗ này, thân thể thuộc về Hắc Ám Vương, linh hồn cũng thuộc về Hắc Ám Vương, không thể sống, nhưng sẽ trải qua tử vong muôn màu muôn vẻ. Asakuri hiểu rõ Hắc Ám vị diện hơn bất kỳ người nào. Bản thân Hy Lạp nghiên cứu Hắc Ám vị diện rất triệt để, trong thư tịch cổ điển có nhắc tới, có thể trực tiếp liên lạc với sinh vật Hắc Ám vị diện. Hắc Ám vị diện không phải là một vương quốc ở thế giới khác. Thực tế Hắc Ám vị diện còn khổng lồ hơn nhiều với vị diện mà nhân loại sinh sống ma pháp hắc ám mãnh mẽ của nhân loại như nguyền rủa hệ ám ảnh hệ vong linh hệ độc hệ đều bắt nguồn từ hắc ám vương nói trắng ra nếu có một ngày tâm tình của hắc ám vương không tốt đóng con đường hiến tế của nhân loại nhân loại trực tiếp mất đi sức mạnh của bốn hệ hắc ám vương hoàn toàn xứng với tồn tại tối cao cho tới nay trong nghiên cứu của nhân loại còn không tìm được tồn tại vượt qua hắc ám vương thế quy tắc trò chơi là gì lữ nhân như chúng ta cũng đều bị nhét vào sau mác phàm hỏi ở xa 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 địa cho cốt có nhiều người tan vỡ giữa mịt mù có vài người mặc đồ theo nghề nghiệp có vài người thời thượng mỹ lệ bị kéo vào trong vị diện khác, tính mạng bị thần vương trí cao tóm lấy. Bọn họ cũng đều là nữ nhân, đương nhiên là cũng phải tuân theo Asa Kori nói. Tô Lộc thật đáng chết, cũng không biết có bao nhiêu người có thể sống sót trở về Mạc Phàm nói. Ong ong ong. Sa địa cho cốt bắt đầu rung động, vô số hạt cát bé bay lên không trung. Sa địa bắt đầu rung động, giống như một cái thảm kéo người khác vào góc, người đứng cũng không tự chủ được mà tiến lên theo. Mạc Phàm cùng Asa Kori liếc mắt nhìn nhau, không biết là có quái vật gì đang làm loạn ở phía trước, hay bản thân mặt đất của thế giới này vận động mà không phải bất động như bình thường. Hai người thử đi về phía sau, nhưng lại có một luồng sức mạnh khá kỳ lạ ngăn bọn họ lại. Chỉ cần lùi về sau thì sẽ bị giữ cho không thể động đậy, nhưng nếu tiến lên thì tốc độ có nhanh bao nhiêu cũng không chịu trở ngại. Tựa hồ như trò chơi bắt đầu rồi, nơi này tồn tại vị diện cấm chế, cấm chế này chính là quy Kori nói. Không cách nào lùi về sau, bất kể là dùng ám ảnh độn ảnh hay dịch chuyển tức thời, lấy tu vi của bọn họ mà vẫn bị sức mạnh quái lạ ràng buộc, cho thấy chỉ có người tạo ra sa địa cho cốt mới có thể lập ra cấm chỉ như vậy. Xem ra chúng ta chỉ có thể tiến lên, hơn nữa giống như là đang đi tới một nơi chỉ định nào DOMAC phàm cười khổ nói. Sa địa cho cốt cũng không bằng phẳng di chuyển về phía trước, càng như là một cái phễu nằm ngang. Tất cả lữ nhân trên sa địa cho cốt đều đang bị ép di chuyển về phía trước, như đang tụ lại trên một trục nào đó. Càng đi về phía trước thì càng thấy nhiều người, những người kia đều sợ hãi, không thể mang theo bản năng sinh tồn dục vọng mà tuân theo ý chỉ của mặt đất. Những người xung quanh xuất hiện càng nhiều, lại thân bất do kỳ đưa đến một nơi nào đó, Mạc Phàm không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Từ khi đến nơi này thật giống như có rất nhiều thứ không thể giải thích, đặc biệt là cấm chế để người ta không thể lùi về sau. Tự hồ như bất luận người đó có thực lực như nào cũng sẽ chịu áp bức cấm chế này, cuối cùng phải chọn lùn cúi. Ba thê thần miếu của chúng tôi cũng có cấm chế tương tự, không phải cậu xông qua một lần rồi sao? Nhưng phạm vi cấm chế này phạm vi rộng lớn có thể áp chế được một hai vạn người bên trong, e là chỉ có hắc ám và ông làm được Asakori nói nhỏ với Mạc Phàm. Cấm chế, cấm luôn cả cấp bậc trinh lệch. Đây mới là thần thông mạnh mẽ nhất, nhưng Hắc Ám Vương lại dùng như một trò chơi. Người giống như là được chia thành ba phần Asakori nói. Asakori quan sát rất cẩn thận, bởi vì đã đọc qua nhiều sách có tương quan, biết Hắc Ám Vương là một tử thần có tính tình cổ quái, vừa thiết kế một khu địa ngục làm người ta từng bước tuyệt vọng, vừa để lại một ít nhắc nhở thú vị để một ít người thoát khỏi địa ngục. Vì thế mà ngay từ lúc bắt đầu giống như Asakori nói, cái này như một trò chơi, lữ nhân ở nơi này tìm đủ cách để vượt qua trò chơi do Hắc Ám Vương thiết lập khác cái là thua không có nút chơi lại linh hồn vĩnh viễn ở chỗ này thắng không có nghĩa là trốn thoát có thể màn kế tiếp sẽ tàn khốc hơn biến thái hơn hắc ám vương có rất nhiều thời gian hẳn là sẽ bị đưa tới ba nơi khác nhau nhỉ mặc phàm suy đoán nói thật mặc phàm cảm thấy hứng thú một ít với sức mạnh thần kỳ này rốt cuộc hắc ám vương đã dùng cách gì để tất cả tuân theo ý chỉ đây nói ví dụ như có bản lĩnh để cho toàn bộ xa địa cho cốt di chuyển còn có cấm chế để tất cả mọi người không thể thoát khỏi hắc ám vương mạnh như nào hắc long saga tô lộc bao gồm cả ác ma hệ của mình cũng sẽ trở thành chuột bạch như những người xung quanh hay không? Hắc ám vương mạnh như nào? Có thể tùy ý tạo một thế giới bình thường hoàn toàn không hợp lý như vậy. Mạc Phàm, Bỗng nhiên Asakori lớn tiếng chỉ về phía trước. Mạc Phàm đang xuất thần, nghe được tiếng thốt lên kinh ngạc của Asakori, lập tức nhìn về phía trước. Ở phía trước xa địa cho cốt bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy, cao bằng một tòa cao ốc 100 tầng chọc trời. Phía trên vòng xoáy, răng cưa to nhỏ rồi lại từng vòng, vòng ngoài cùng là một răng cưa lớn như đại thụ cốt che trời trung tâm như đao kiếm to nhỏ, trong cùng như nanh chảo của một số quái vật. Những răng xưa xương này, kinh hãi tạo thành ba tầng ngoài trong giữa, Mạc Phàm nhìn thấy những người ở phía trước, liên tục có người bị cuốn vào trong vòng xoáy răng cưa này, máu tươi tràn ra từ trong những bánh răng xương kia. Quả thực là một máy xay sinh tố lớn, không phải xay hoa quả, mà là những lữ nhân rơi vào trong hắc ám vị diện. Mạc Phàm không khỏi hít vào một hơi. Mới vừa rồi còn gió êm sóng lặng, toàn bộ địa cho cốt không có gì, bỗng nhiên lại xuất hiện một cỗ máy giết chóc. Tiếng kêu thảm thiết tràn ngập bên tai, càng làm những người đang được đưa đến đó thêm phần kinh sợ. đáng chết, làm sao không cảm nhận được nguyên tố mặc phàm mắng? nguyên tố, nơi này không có nguyên tố. trước đó mặc phàm không để ý, dù sao thân thể còn chút suy yếu, nhưng khi đối diện nguy cơ, theo bản năng tụ tập nguyên tố ma pháp. ai biết cả vùng xa cốt chính là một khu vực nguyên tố chân không. không có nguyên tố, sợ là ma pháp sơ giai cũng không dùng được. mặc phàm vốn định phá hủy cái lưỡi băng răng xương đáng sợ kia, nhưng hiện tại ý thức được bản thân khó mà làm được. hắc ám vương này trực tiếp cấm chỉ ma pháp của nữ nhân rồi. Khu vực cấm pháp. Mạc Phàm, hình như chúng ta không bị sao ca bong nhiên Asakori nói. Mạc Phàm nhíu mày, nhìn theo hướng Asakori chỉ. Trước đó đám người bị ép về phía trước bị chia làm ba phần, như là ba đường song song, tuy là đi cùng một hướng nhưng chia thành ba dòng. Mà vòng xoáy lưỡi xương xuất hiện bên đường cát lưu động hướng kia, vị trí của Mạc Phàm cùng Asakori là ở giữa. Cách xa nhau hơn 300m, nhưng vừa đúng 300m để những người trên đường xa cốt ở giữa có thể đi qua phạm vi vòng xoáy lưỡi xương nói cách khác thì 2 phần 3 người bình yên vô sự, chỉ có phần còn lại phải chịu cực hình vòng xoáy đáng sợ. Mùi máu tanh nồng nặc cực điểm, những chất lỏng màu đỏ thẩm thấu vào trong sa địa cho cốt, cũng chẳng biết vì sao đại dương máu lại trở nên tươi đẹp bắt mắt. Mặc Phàm quay đầu lại, nếu như là mình dưới tình huống bị cấm chế áp bức, không có nguyên tố ma pháp, có phải là cũng sẽ chết dưới vòng xoáy xương trong ngoài bao nhiêu tầng không nữa. Đây chính là cái gọi là quy tắc trò chơi mặc Phàm qua một lúc lâu mới nói. Quy tắc lần này giống như là vận khí. Chia thành ba đường, hoàn toàn không có sắp xếp thứ tự đặc biệt là tùy ý tách ra không ai biết vòng xoáy xương xuất hiện ở đâu nói cách khác thì trong cửa ải lần này của hắc ám vương người vận khí không tốt thì phải chết điều này khiến mặc phàm nghĩ thôi cũng đã thấy sợ bá đạo như vậy tùy tính như vậy vị tử thần này đã cú ốp đi mạng sống của một phần ba lữ nhân theo cách này Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ cho kênh Ngọc Hương Review truyện tranh thuyết minh của em nha. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và để lại bình luận để em có thêm động lực ra nhanh tập tiếp theo nhé. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất được phát sóng trên kênh. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye!